Thành phố Hồ Chí Minh hạn chế tụ tập dịp Tết dương lịch. Hà Nội chỉ còn một huyện vùng xanh. Tại cuộc họp giao ban của Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 và Phục hồi Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các sở ngành, các đơn vị đảm bảo an ninh trật tự và các biện pháp phòng chống dịch trong thời điểm có nhiều lễ hội, sự kiện diễn ra để chào đón Tết dương lịch và Tết Nguyên đán. Cần quyết liệt vận động người dân hạn chế tụ tập đông người vào những ngày cuối tuần, đặc biệt là dịp Tết dương lịch. Tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trong thực hiện phòng chống dịch, xử lý nghiêm đối với các cơ sở kinh doanh không thực hiện đúng quy định. Hà Nội chỉ còn một huyện vùng xanh. Hà Nội trong 14 ngày qua ghi nhận hơn 17.800 trường hợp mắc COVID-19 trong cộng đồng. Số ca mắc tại thành phố liên tục và dẫn đầu cả nước. Ngày 25 tháng 12, Hà Nội thông báo cấp độ dịch trên địa bàn. Theo đó, toàn thành phố Hà Nội được xác định thuộc cấp độ 2, nhưng 8 quận đạt cấp độ 3 như Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàng Kiếm, Hoàng Mai, Long Biên, Nam Từ Liêm và Tây Hồ. Hiện tại, vùng xanh duy nhất của thủ đô là huyện Phúc Thọ. Hải Phòng F0 tăng vọt. Ngày 24 tháng 12, Hải Phòng ghi nhận 19 ca COVID-19 cộng đồng. Nhưng đến tối 25 tháng 12, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hải Phòng cho biết, thành phố ghi nhận thêm 500 ca dương tính, trong đó liên quan đến ổ dịch tại công ty Lucky có 163. Hiện Hải Phòng có tổng cộng 6.281 ca mắc COVID-19 tính từ ngày 27 tháng 4 đến nay, 1.966 ca hồi phục được xuất viện, 13 trường hợp tử vong. Về tiêm chủng, thành phố cũng đang tăng cường tiêm vaccine để đảm bảo phòng chống dịch bệnh. Cụ thể là đã có hơn 1,6 triệu liều mũi 1 và hơn 1,4 triệu liều mũi 2 vaccine COVID-19. Về tình hình dịch COVID-19 trên thế giới, ngày 25 tháng 12, Pháp ghi nhận 104.611 ca nhiễm kỷ lục. Kể từ khi đại dịch bắt đầu, thì đây là lần đầu tiên số ca COVID-19 tại Pháp vượt ngưỡng 100.000 ca. Trong ngày, Anh cũng ghi nhận số ca COVID-19 122.186 trường hợp. Theo các chuyên gia, cứ 20 người ở thủ đô London sẽ có một người có khả năng đã mắc COVID-19. Bên cạnh Pháp và Anh có số ca kỷ lục, thì Ý ngày 25 tháng 12 cũng thông báo kỷ lục về số ca nhiễm mới, đạt được là 54.762 ca so với 50.599 một ngày trước đó. Tại Ấn Độ, số ca COVID-19 đang gia tăng vì biến thể Omicron. Nước này sẽ bắt đầu tiêm vaccine mũi 3 cho các nhân viên y tế từ tháng 1 năm 2022. Trung Quốc ngày 25 tháng 12 phát hiện 75 trường hợp lây nhiễm trong nước. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.